Xúc động khoảnh khắc anh Vũ khỏe khoắn, vui tươi, tiết lộ chuyện bán đĩa cho Hồng Tơ tại Mỹ. Khi còn sống, anh Vũ là một người rất dễ mến và luôn hết lòng vì anh em đồng nghiệp. Vừa qua, danh hài Hồng Tơ đã kể lại một số kỷ niệm với diễn viên anh Vũ tại đám tang của mình. Trong đó, Hồng Tơ nói, trong chương trình Doanh Hào Quang, dù ban biên tập đã gợi ý nhiều khách mời, nhưng tôi vẫn quyết định chọn một mình anh Vũ. Hai anh em chúng tôi dù không đi diễn nhiều, nhưng vẫn thường gọi điện cho nhau. Cách đây hơn một năm, tại tập 12 của chương trình Doanh Hào Quang, danh hài Hồng Tơ được mời làm nhân vật chính. Tại đây anh đã mời thêm diễn viên anh Vũ tới để chia sẻ về quãng đời thăng trầm của mình với tư cách một người em thân thiết. Anh Vũ lúc đó còn rất khỏe khoắn, chưa hề có dấu hiệu của bệnh tật. Anh xuất hiện làm sáng bừng sân khấu với sự hoạt náo, dí dỏm và năng động của mình. Vừa bước ra, anh Vũ đã làm ngay một bài thơ để chào khán giả. Anh Vũ xin chúc mọi người một ngày vui vẻ, nụ cười trên môi, may mắn đến mãi không thôi, an lành hạnh phúc bên người mình thương. Câu chào bằng thơ này khiến mọi người vô cùng thích thú, còn Hồng Tơ phải thốt lên, anh Vũ là vậy đó, lúc nào cũng bắn thành thơ được. Anh Vũ, tôi không biết mình có dám nhìn nhận lại cái sai của mình không? Sau đó anh Vũ bắt đầu kể về mối quan hệ thân thiết giữa mình và Hồng Tơ bằng một giọng dí dỏm biểu cảm phong phú. Tôi biết Hồng Tơ từ khi tôi còn chưa theo nghề, sau này tôi vào nghề và có lần được diễn chung với anh Tơ. Lúc đó anh Tơ về sân khấu kịch Phú Nhuận diễn thì tôi có diễn chung với anh ấy được 2 vở. Từ đó anh em chúng tôi rất thân với nhau, có gì cũng chia sẻ trao đổi cùng nhau. Chúng tôi còn có nhiều tháng ngày đi lưu diễn nước ngoài cùng với nhau. Có thời điểm Hồng Tơ rơi vào hoàn cảnh bế tắc nhưng vì đam mê sân khấu vẫn còn, nên muốn giữ lại hình hài mình để làm lại cuộc đời chứ không chọn cách tự sát, và anh đã làm được. Bản thân tôi sau này bằng tuổi anh Hồng Tơ, tôi không biết liệu mình có dám làm như anh ấy hay không. Tức là tôi không biết mình có dám nhìn nhận lại cái sai của mình không, để từ đó cảnh tỉnh những người cũng đang rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tôi muốn nhắc mọi người đừng bi quan, có thể quá khứ của bạn không quá hoàn hảo, nhưng không có nghĩa là tương lai của bạn không hoàn thiện. Anh Vũ bán đĩa hộ Hồng Tơ tại Mỹ. Tiếp đó Hồng Tơ kể lại kỷ niệm đáng nhớ của mình với anh Vũ. Khi lần đầu được sang Mỹ biểu diễn, anh nói, sau khi trải qua giai đoạn khó khăn, diễn ở chùa và được nhận bao bì 50.000, 3 tháng sau có bầu show bên Mỹ, mời tôi sang diễn. Bình thường đi diễn show, tất cả nghệ sĩ đều có một cái bàn, bày đĩa của mình lên để mời chào quý vị khán giả tới mua đĩa. Lúc đầu tôi tự trọng lắm nên khó chịu với kiểu nghệ sĩ phải đứng bán từng cái đĩa một. Tôi mắc cỡ, cứ đứng khép nép một bên bàn. Anh Vũ đứng bên thấy vậy mới khuyên tôi cứ thoải mái, tự nhiên, vì hoàn cảnh nghệ sĩ ai cũng vậy. Nghe Hồng Tơ kể tới đó, anh Vũ hào hứng kể tiếp với niềm vui tột độ. Cách biểu đạt của anh rất nhiều năng lượng, truyền đường cảm hứng tích cực cho mọi người. Đúng rồi, lúc đó tôi cứ phải ra đứng động viên Hồng Tơ bán đĩa, thúc anh ấy bán bằng được. Rồi mỗi khi có khán giả đi qua, tôi lại kêu gọi họ mua đĩa giúp anh Hồng Tơ. Tôi bảo, chị ơi, mua đĩa giúp anh Hồng Tơ đi, anh ấy mới qua đây lần đầu tiên diễn hay lắm, mua ủng hộ đi chị. Lúc đó khán giả mới bắt đầu lại dần để mua. Tôi hay gọi anh Hồng Tơ là anh chính. Tôi rất vui vì anh đã bỏ được thói cờ bạc, giác ngộ được để làm lại cuộc đời. Hiếm ai làm được điều này như anh Tơ lắm. Bây giờ thì anh Hồng Tơ đã có nhà riêng, vợ đẹp con ngoan. Vợ anh ấy không những đẹp mà còn trẻ. Trước đó thì tôi không biết, nhưng từ khi về làm việc chung, tôi mới quý và nể anh Hồng Tơ. Điều tôi quý nhất ở Hồng Tơ là bỏ được tính tiêu cực của mình để trở thành một con người tích cực. Qua câu chuyện này có thể thấy anh Vũ là một người em vô cùng tốt bụng, nhiệt huyết và sống hết mình vì người khác. Anh lúc nào cũng sôi nổi, tạo niềm vui cho mọi người xung quanh. Lương Thế Thành làm điều này để kỷ niệm 3 năm ngày cưới, chú ý hơn là phản ứng của Thúy Diễm. Không chỉ có khán giả mà nhiều nghệ sĩ cũng nhận xét rằng đây là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt. Thúy Diễm luôn khiến các cô gái phải ghen tị khi có được tấm chồng chân thành, dành hết tình cảm và chăm lo tỉ mỉ cho vợ con. Hôm 12 tháng 4, nhân ngày kỷ niệm 3 năm làm chồng người ta, thì nam diễn viên Lương Thế Thành đã gửi những lời nhắn nhủ đến Thúy Diễm, anh tâm sự. Hôm nay 12 tháng 4 là ngày mà tôi bị ẻm cầm cố 3 năm rồi đó, lẹ quá. Thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ để mình gắn bó với nhau và thành quả là cu bảo bảo. Hãy cứ như vậy hoài nha bà xã, mình sẽ cùng cam cộng khổ như vậy mãi mãi nha vợ. Không phải là bức tâm thư hay những lời thề non hẹn biển, Lương Thế Thành chỉ gửi vài dòng ngắn ngủi nhưng chứa đầy cảm xúc. Là một người không quá lãng mạn nên chỉ cần đôi lời thế này chắc chắn Thúy Diễm cũng sẽ vui trong lòng. Sau 3 năm lập gia đình, cặp đôi đã có được trái ngọt là cậu quý tử đầu lòng. Đến nay bé Bảo Bảo cũng sắp tròn 1 tuổi. Đây là nhân vật mà thời gian qua chiếm hết thời gian của cặp vợ chồng này. Từ ngày chào đời đến nay thì con trai cũng gần như chiếm hết fan của ba mẹ. Tất cả các hình ảnh của bé luôn thu hút lượt like đáng kể trên mạng xã hội. Có thời gian Thúy Diễm bị trầm cảm sau sinh, nhưng may mắn bất kể mọi thời gian cô đã có chồng bên cạnh,
Lương Thế Thành chăm con rất khéo và hầu hết anh là người tận tay làm mọi việc săn sóc em bé. Con trai vừa giống Lương Thế Thành như đúc, trong khi anh dành hết thời gian cho Bảo Bảo, nên lo đúc Thúy Diễm cảm thấy khá tủi thân, thì bỗng nhiên mình bị mất vị trí số 1 trong lòng chồng. Hàng loạt nghệ sĩ cũng liên tục ghen tị với cặp đôi vợ chồng đẹp này. Sau một thời gian dài dành cho tổ ấm thì hiện tại cả hai đã nhanh chóng quay lại với phim trường. Thúy Diễm rất háo hức được sinh thêm con, nhưng Lương Thế Thành lại ngăn cản vì sợ vợ khổ và mất vóc dáng thon gọn thêm lần nữa. Khi dân đang chặt tay Lan Ngọc chốn đông người, không yêu ai lại đi làm chuyện này bao giờ. Dù nghi vấn này rộ lên đã lâu, nhưng cả hai nhân vật chính đều từ chối chia sẻ thông tin trước truyền thông. Đây không phải lần đầu tiên mọi người thấy cặp đôi này xuất hiện cùng nhau và lúc này còn nắm chặt tay tình tứ. Thời gian qua, chuyện tình cảm của nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc liên tiếp được nhắc đến trên khắp các diễn đàn. Từ chuyện ồn ào chia tay với Minh Luân, nghi vấn hẹn hò với thành viên nhóm 365ST và cả mối quan hệ thân mật với nam ca sĩ Chi Dân. Tuy nhiên đến nay từ phía người đẹp vẫn chưa hề có phản ứng nào với truyền thông và khán giả về sự việc. Mới đây nhất trên các fanpage chuyên chia sẻ thông tin liên quan đến nghệ sĩ đã bất ngờ đăng tải hình ảnh của Lan Ngọc và Chi Dân. Theo như lời tiết lộ của chủ tài khoản thì cả hai đang vi vu ở Thái Lan. Theo đó, điểm khiến mọi người chú ý chính là khoảnh khắc nam ca sĩ nắm chặt tay nữ diễn viên di chuyển giữa đám đông. Cái nắm tay này như phần nào khẳng định thêm mối quan hệ thân thiết trên mức bạn bè của cả hai. Dẫu vậy, người trong cuộc luôn từ chối nhắc đến. Không chỉ cùng nhau xuất hiện tại sự kiện mà cả hai liên tục bị bắt gặp khoảnh khắc cùng đi du lịch, đi ăn. Tuy nhiên, họ đều hạn chế chia sẻ hình ảnh của đối phương lên mạng xã hội. Trước đây, khi rơi vào những tin đồn tình cảm, nam ca sĩ đã không ngần ngại công khai sự thân thiết giữa anh và nàng cám. Đôi khi cô ấy không có tài xế thì tôi chạy qua chợ cô ấy đi quay. Nếu chiều về trời mưa búp xe không được, tôi hay hỏi thăm Lan Ngọc, nếu cô ấy không đón được xe thì tôi chạy qua đón thôi. Có thể nói tôi là anh xe ôm của Lan Ngọc cũng được. Dù đứng giữa nhiều lùm xùm không hay về tình cảm, nhưng từ phía nữ diễn viên chưa bao giờ lên tiếng phản hồi. Chính lẽ đó khán giả cũng rất mong ngóng được cô chia sẻ về người đàn ông hiện tại của mình. Đây chắc chắn sẽ là tin vui dành cho người hâm mộ của Lan Ngọc. Giữa đêm, Mai Phương phải đi viện cấp cứu, nguyên nhân khiến Ốc Thanh Vân, Kylie lo lắng. Nữ diễn viên bất ngờ cập nhật dòng trạng thái phải vào bệnh viện cấp cứu, khiến đồng nghiệp và cộng đồng mạng không khỏi lo lắng. Hiện tại, Mai Phương đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi, nên mọi động thái của cô đều được đồng nghiệp và cư dân mạng quan tâm dõi theo. Vào đêm qua, nữ diễn viên bất ngờ cập nhật trạng thái vào bệnh viện cấp cứu, khiến mọi người vô cùng hoang mang lo lắng. Cảm ơn bác sĩ trực cấp cứu của bệnh viện Vinmec tối nay, rất lịch sự và tận tình, Mai Phương chia sẻ. Mai Phương chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái mới. Nụ cười lạc quan của nữ diễn viên Mai Phương bên cạnh bạn bè, đồng nghiệp. Dòng trạng thái của nữ diễn viên khiến đồng nghiệp, dân mạng hốt hoảng. Mọi người lập tức comment hỏi han tình hình sức khỏe. Không ít người nghĩ rằng căn bệnh của Mai Phương trở nặng phải nhập viện để cấp cứu lúc giữa đêm. Trước sự lo lắng của mọi người, mới đây Mai Phương đã lên tiếng giải thích. Xin lỗi khiến cả nhà lo lắng. Tối hôm qua do La Vi tự nhiên bị đau lỗ tai quá, con không ngủ được nên Phương cho La Vi đi cấp cứu. Không phải Phương bị gì đâu ạ, cả nhà an tâm nhé. Mai Phương giải thích lý do phải vào bệnh viện cấp cứu giữa đêm. Kylie, mày sao vậy, có sao không Phương? Mai Phương, La Vi bị đau nên tao chở đi cấp cứu mày à, tao vẫn ổn đừng lo nha. Kylie, ok mày làm hết hồn, La Vi ổn chưa? Ốc Thanh Vân lo lắng em bị sao? Quốc Thái hỏi sao thế em gái? Mai Phương trả lời em chở La Vi đi cấp cứu à, không phải em lão đại. Hiện tại Mai Phương đang cho bé La Vi đang đi khám tại bệnh viện. Mới đây Mai Phương cho bé La Vi đi du lịch nước Nhật Bản. Bé La Vi xinh xắn và đáng yêu, không thua kém gì mẹ. Danh hài Thúy Nga tiết lộ danh tính cha đỡ đầu của con gái người khác chính là bạn thân của nghệ sĩ Anh Vũ. Ngoài việc được danh hài Hoài Linh nhận làm con nuôi, bé người khác nhà Thúy Nga còn có một người cha đỡ đầu nữa chính là ca sĩ Lê Ông Vũ. Mới đây Thúy Nga đăng ảnh đi ăn trưa cùng một số người bạn và viết tranh thủ đi ăn trưa với cha đỡ đầu của người khác ở Mỹ, giờ còn là người hùng của anh Vũ. Đây là lần hiếm hoi nữ danh hài hé lộ về cha đỡ đầu của con gái. Người này không hề lạ mà chính là ca sĩ MC Lê Ông Vũ, bạn thân của cố nghệ sĩ Anh Vũ.
Thúy Nga tiết lộ cha đỡ đầu của con gái Nguyệt Cát chính là ca sĩ Lý Ông Vũ. Nữ danh hài đi ăn cùng cha đỡ đầu của con gái và một số người bạn. Được biết, Lý Ông Vũ đang sống tại bang California, là ca sĩ kim MC. Anh có mối quan hệ thân thiết với các nghệ sĩ, đặc biệt hải ngoại. Với riêng nghệ sĩ anh Vũ, Lý Ông đã chơi thân được gần 20 năm. Trước sự ra đi đột ngột của bạn thân, Lý Ông Vũ không giấu nổi sự đau xót bàng hoàng. Anh được gia đình anh Vũ ủy quyền cho việc tiếp nhận và đưa thi hài về quê hương. Những ngày qua vì lo cho bạn mà Lý Ông Vũ đã bị kiệt sức và chảy máu mũi. Tình cảm mà nam ca sĩ dành cho người bạn quá cố được nhiều người ca ngợi. Lý Ông Vũ kiệt sức vì lo thủ tục chuyển thi hài bạn thân anh Vũ về Việt Nam. Con gái Thúy Nga đang sống và học tập tại Mỹ. Cô bé được danh hài Hoài Linh nhận làm con nuôi. Đi phẫu thuật thẩm mỹ về, Lương Bằng Quang chia tay Ngân 98, thẳng tay chặn người cũ còn treo status Vũ. Đang mặn nồng, Lương Bằng Quang bỗng tỏ thái độ lạ với Ngân 98. Sau một thời gian chia tay Gia Gia Trương Nhi, Lương Bằng Quang công khai hẹn hò với Ngân 98. Nam nghệ sĩ cho biết Ngân 98 là học trò của mình, thậm chí cả hai còn gọi nhau là chú cháu. Tuy nhiên chính anh đã thừa nhận bản thân dính tiếng sét ái tình với cô gái bé bỏng này. Cặp đôi chú cháu Lương Bằng Quang Ngân 98 càng thu hút chú ý dư luận khi cả hai quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, lột xác hoàng mục. Hình ảnh tình tứ của hai người xuất hiện dày đặc trên khắp các phương tiện truyền thông. Lương Bằng Quang dành những lời có cánh khen ngợi bạn gái kém tuổi. Chuyện tình cảm của tôi và Ngân 98 thì có 80% cư dân mạng ngăn cản và 20% còn lại tán thành. Tôi đã không làm theo số đông. Nói Ngân là bạn gái hiện tại chưa đủ mà phải thêm chữ duy nhất nữa. Ngân 98 là bạn gái ngoan nhất nhì cộng đồng mạng. Tuy nhiên mới đây trên trang cá nhân, Lương Bằng Quang đăng hai status là làm rộ lên nghi án đường ai nấy đi với Ngân 98. Thay vì công khai là em yêu như trước đây, nam ca sĩ họ Lương gọi bạn gái kém 16 tuổi là người cũ, thậm chí còn hủy kết bạn và chặn Facebook. Lương Bằng Quang đăng bức hình kỷ niệm và gọi bạn gái là người cũ. Hình cũ người cũ đã chặn. Lương Bằng Quang gồng mình giai đoạn này khiến mình cư xử nhẹ nhàng khi đường ai nấy đi. Trước thái độ của Lương Bằng Quang, Ngân 98 cũng đăng một dòng status là trong bức ảnh Ngân 98 ngồi một mình bên thác nước với dòng trạng thái tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm đến yếu tố bên ngoài. Thời điểm Ngân 98 treo status chỉ sau vài phút bạn trai đăng trên trang cá nhân, động thái này càng khiến cho cộng đồng mạng tin rằng cặp đôi đã đường ai nấy đi. Khi trong lòng bình yên ở ngoài mưa bão cũng chả sao. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận trái chiều về động thái của cặp đôi này. Rủ nhau đập mặt xong rồi đường ai nấy đi là sao ta? Người ta nói thay đổi gương mặt cũng sẽ thay đổi số mệnh của mình. Chắc có lẽ anh thay đổi gương mặt nên nó cũng thay đổi tình duyên của anh luôn.